các bạn qua clip mà các bạn gửi cho Mai Nam Hải anh tôi nha. Lại anh Hải ơi, đây nó mới là cơm chó anh ạ. À, em nói thật chứ cái cơm chó của anh ấy, cơm chó này là cơm chó ta, đây là cơm này là cơm chó Tây đây này, cơm chó nó phải như thế. Xin giới thiệu các bạn, đây nó mới là cơm chó nhá. Sao ấy, cười gì đấy? Buồn gì? Buồn cười hay buồn tẻ? Thế là buồn tẻ nó còn hô hố lên như thế. Đấy mới là cơm chó, đây là cơm chó Nhật nó khác. Còn chưa bao giờ tôi là, đấy các bạn gửi cho anh Hải nhà tôi đi. Tôi tuyên chiến với cả anh Hải nhà tôi trong lĩnh vực này ngay tại thời điểm này. Một trong số những ông trùm phát cơm chó, tôi tuyên chiến. Úi giời, nó lại như thế nữa, các bạn công nhận không? Mình có lên tiếng ngay. Tổng bắt đầu.